Minecraft. Nhưng hôm nay mình sẽ làm một con nhện. Nhưng là một super nhện này nha. Có khả năng leo trèo và có khả năng phóng tơ. Nhưng chưa hết đâu, mình còn có khả năng biến đổi để trở thành phiên bản siêu nhện mạnh hơn. Hôm nay lần đầu tiên trong Minecraft, con nhện sẽ quánh lộn với con rồng. Chắc các bạn biết quyển sách này là gì rồi đúng không? Đây chính là quyển sách biến đổi mà năn nỉ lắm mấy chú chiến binh mới cho mình á. Nhưng trong đây toàn là tiếng Anh không à. Mà xui cái là mình chỉ biết tiếng em thôi. Còn tiếng Anh thì mình chịu. Vậy nên mình đã tốn một ly trà sữa full topping để nhờ crush của mình dạy cho một khóa tiếng Anh cấp tốc. Nhờ vậy mà mình đã hiểu được tất cả các câu thần chú trong quyển sách biến đổi này nè. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta biến hình thôi nào. Phép thuật Queen Enchanted. Mình đã biến đổi thành một bé nhện với khuôn mặt không hiểu kiểu gì luôn. Mắt miệng gì phân bố tùm lum hết trơn vậy? Rồi bây giờ muốn liếc mắt đưa tình thì làm sao? Trời ơi, 8 cái chân luôn mấy bạn ơi. Quách lộn không lại, mình chạy ai dí cho mà kịp. Trời ơi, mình leo cây được luôn. Cây xài của chú nhà hàng xóm tới công chuyện với mình rồi. Ui, nhưng mà máu mình chỉ còn 8 thôi mấy bạn ơi. Đi đứng phải cẩn thận mới được. Ui, nhưng mà mình có cái khả năng gì nè? Chà, wow, mình phóng ra một cái gì đó. Chà, thì ra là một cái màn nhện. Khống chế đối thủ và gây sát thương. Sát thương kiểu gì mà giống gãi ngứa cho con lừa đó quá vậy ta? Ê bé lừa, anh cắn vậy mày không đau hả? Cắn vô đít mày nè. Trời ơi, không xì nhê gì nó luôn mấy bạn ơi. Mà hình như mình là một con nhện thường. Cắn gì mà không có độc gì hết trơn. Phun tơ mày nè. Yeah. Và để đủ điều kiện tiến hóa thành một phiên bản nhện khác xịn hơn thì mình phải đánh bại 20 sinh vật bất kỳ. Alo alo, có ai ở nhà không? Vườn không nhà trống rồi mấy bạn ơi. Đã vậy thì cho bé nhện xin mấy trái táo nha. Vừa đúng lúc bụng đói luôn. Ủa mà nhện á thì có ăn được táo không vậy cà? Ui, mình là một bé nhện ăn chay mấy bạn ơi. Để cảm ơn bác dân làng, mình sẽ trồng mấy cái cây ở đây. Mai mốt cây lớn sẽ che mát cho ngôi nhà. Ui, con chào bác thích trồng trọt. Bác đang dòm gì dưới đây vậy? À, bác đang nghiên cứu để thả cá xuống đây nuôi đó hả? Trời ơi, con thấy nước này hơi cạn á. Nuôi cá coi chừng nó sống không nổi đâu bác ơi. Hôm ấy bác chuyển qua nuôi ếch đi. Thịt ếch ngon lắm á. Có ai thèm chôm đồ của bác đâu mà bác lật đật thu hoạch vậy bác? À, bác muốn mua mấy cái củ dền này của con hả? Trời ơi, nhưng mà bác mua mắc quá à, con đâu có đủ củ dền để bán. Chừng nào có chương trình khuyến mãi vậy đó thì gọi điện thoại cho con nha. Để coi bác này thì sao. Trời ơi, cái quần xấu quắc mà bán 3 ngọc lục bảo. Chúc bác một ngày ế nha. Còn bác này thì sao? Ui, 20 sợi chỉ, bán được 1 tiền. Bác tìm đúng người rồi đó bác ơi. Con là bé nhện mà, chỉ con mà đầy. Nhìn nè. Đó, thấy chưa? Hình như mình phải cần một cây kiếm mấy bạn ơi. Cho con xin cái cột nhà nha bác. Và bé nhện đã có một cây kiếm. It. Yeah. Và mình đã có sợi chỉ. Tiếp tục nào. Đủ rồi. Hình như dư luôn thì phải. Đó đó, thấy chưa, thấy chưa. Thấy người ta có hàng cái móc tiền ra đòi mua liền. Không biết giàu bao nhiêu mà chảnh dữ. 20 sợi chỉ, bán được 1 tiền. Bán luôn. Hết sợi chỉ rồi bác ơi. Sẵn tiện đang rảnh, giúp bác dân làng sửa sang lại cái nhà mới được. Là một cây cúp sửa nhà thôi. Nhà vậy đủ mát chứ bác ơi. Ui 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 ui, bác chửi mình mấy bạn ơi. Đúng là làm ơn mắt quán mà. Nâng cấp cây cúp, làm thêm cây rìu cho bác nè. Chúng ta rời làng tiếp tục làm nhiệm vụ thôi.
Ui, từ nãy giờ mình mới để ý, mình có khả năng nhìn trong bóng tối. Wow. Đúng rồi ha, nhờ nó hoạt động về đêm mà. Ui, một cái hàng to quá, xuống đây chắc nhiều kèo lắm nè. Wow, quá trời than ta, lấy tí nữa để nung khoáng sản. Bụng đói rồi, ăn củ khoai tây, bổ sung thêm củ dền. Có cục đá lửa nào ở đây không? Yeah. Chào anh zombie, em là bé nhện nè. Ôi, hình như anh zombie không nhận ra mình mấy bạn ơi. Em với anh chơi thân với nhau lắm mà anh zombie. Sao anh quánh em vậy? Đi ra. Yeah, liêu liêu, bị dính rồi. Tuy con nhện có hơi xấu trai, nhưng mà được cái lợi hại. Đúng không? Lụm mấy cục sắt này lên đời bộ công cụ liền. Hello anh, đố anh bắt được em, liều liều. Không biết trèo mà bị đặt thể hiện. Ủa alo, bữa nay không có đi học hả Tiểu Cường? À, thì ra vậy, nó nói nó bị cô đuổi học rồi mấy bạn ơi. Chắc là ba trợn quá đúng không? Nhìn mặt là biết giang hồ rồi. Học sinh cá biệt là phải được dạy dỗ liền. Ui, hello chào cậu. Đúng là cùng giống loài thì bảo vệ nhau mà. Ui 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 ui. Sao bạn quýnh mình? Mình là nhện mà. Anh em như thể tay chân, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. Cũng là nhện với nhau mà ảnh đối xử với mình vậy á. Chắc là mình đẹp trai hơn nên ảnh gato rồi. Trời ơi, còn anh trai đó đang tắm kìa mấy bạn ơi. Nhện mà ở sạch quá ha. Leo leo anh bộ xương. Kusa, có thấy nhện biết xài rìu lần nào chưa? Còn anh trai này đứng đó. Làm cái lò nung, nung thịt gà ăn, đói sắp xỉu rồi. Gà nướng than thơm quá mấy bạn ơi, mình dùng nha. Bốn phôi mình sẽ ưu tiên là một cây cúp sắt. À, mấy anh đứng dưới đây đợi em đó hả? Anh thấy tơ nhện của em dính có chắc không? Mặc dù cái tơ nhện của mình khống chế kẻ thù tốt, tuy nhiên sát thương thì hơi cùi bắp. Chắc là đến lúc mấy nhện sử dụng rìu rồi. Nguyên một động bàn tơ luôn. Đi xa, chúng ta là đồng loại mà. Anh mày nói giỡn thôi, lũi ra đây anh mày cân hết. Lêu lêu, không biết xài rìu đúng không? Tầm này ai mà phun tơ nữa. Đúng là mấy con nhện lỗi thời. Yeah, cảm ơn mấy đứa đã giúp anh hoàn thành nhiệm vụ. Đừng có quay nữa, để anh dọn rương cho. Nhện bị đặt ăn bánh mì, ăn thịt thối đi nè. Rồi nhện lấy sắt làm chi vậy? Nâng cấp cây rìu liền, để đây cho mấy cô bán ve chai đi ngang lụm. Chúng ta tiếp tục đi công chuyện thôi. Lấy thêm ít sắt. Ui, thạch anh tím. Đúng lúc mình cần mấy mảnh thạch anh luôn. Wow. Đây nữa, lấy thêm ít sắt dụng về bán ve chai nữa. Mấy chú chiến binh ơi, bé nhện đáng yêu của mấy chú đã hoàn thành nhiệm vụ được giao rồi. Mấy chú nâng cấp cho con nha. Bò vô đây và nhắm mắt lại. Wow, mình biến thành một con nhện mắt nhiều hơn hồi nãy luôn mấy bạn ơi. Trời ơi, mấy cái răng nanh của nó kìa. Hai cái chân trước như hai cái sà móc vậy đó. Rồi xung quanh người toàn là độc. Hình như người mọc nhiều gai hơn thì phải. Đã xấu rồi bây giờ còn xấu hơn. Tới công chuyện rồi. Ủa, rồi sao cái đít có cái lỗ gì bự dữ vậy? À, thì ra là cái lỗ phóng tơ. Trời ơi, mình phóng nhiều tơ hơn, khống chế kẻ địch mà còn có độc nữa. Ui da, ui da. Xin lỗi Tiểu Cường, anh không cố ý. Tới công chuyện với Tiểu Cường rồi mấy bạn ơi. Ui, nhưng không sao, máu mình đã tăng lên gấp đôi. Quốc gia, ngoài phóng tơ mình còn có thêm tuyệt chiêu gì nữa nè? Wow, hình như là khả năng phun độc mấy bạn ơi. Đúng rồi, nhện thì phải có độc thì mới lợi hại chứ. Tuy mình là nhện nhưng vẫn có nhu cầu mặt đẹp mà nha. Làm cây trượng biến đổi, giúp mình thay đổi hình dạng như mong muốn. Như vậy nè.
Nhỏ con như vậy dễ kiếm kèo hơn. Chứ bự quá mấy đứa kia nó rén. Bây giờ chúng ta phải xuống địa ngục kiếm mối thôi. Nhưng để thu dọn dây chai cái đã. Có gì trong đây? Ồ, được, cho xin luôn. Làm cái cúp kim cương để sửa cái cổng. Ít. Bật lửa. Lên đường. Bự chà bá đâu có chui lọt cái cổng này đâu. Hên mà mình biến nhỏ lại được á. Hello địa ngục, quánh lộn không mấy anh ơi. Đó. Thấy mình nhỏ con cái là xôn xáo liền à. Nhưng mấy đứa làm to rồi. Phép thuật Queen Enchanted. Yeah. Phun nọc độc mày nè. Chịu gì nói. Động bàn tơ. Lèo lèo. Ăn trái táo vô liền. U chào mấy bé heo. Đúng lúc anh đang thèm thịt lợn luôn. Nhìn mấy cọng tóc thôi là biết dân chơi rồi. Wow. Chẳng những khống chế mấy con heo còn lây nhiễm độc nữa. Tuyệt vời. Mà sao mấy con heo này trâu như mấy con trâu vậy. Còn bây giờ chúng ta qua thăm cái chuồng heo bé bỏng thôi nào. Trời ơi, vừa vô là thấy dân chơi rồi. Con heo nó có sợ con nhện không vậy cà? Ui, hình như nó không sợ rồi mấy bạn ơi. Cô Mina. Đứng im đó. Chạy lẹ. Chà, bị đặt khoe của hả? Không xài đây xài cho. Nhìn cái gì? Bộ dưới đó nhiều vàng lắm hay sao mà canh gác dữ vậy cả? Đúng không anh heo? Tập trung chi cho đông vậy? Nhìn lên vậy có mỏi cổ không? Quà từ trên trời rơi xuống nè. Còn cái lòng thú nhúng ở đâu rồi? Bữa nay nghỉ nhúng một bữa nha. Em trên đây nè anh heo ơi. Lắp cái hố này lại cho chắc ăn. Đứng im đó nhìn em la liếm vàng nè. Chắc anh heo chưa bao giờ thấy con nhện nó đào vàng đâu ha. Trong rương có gì? Trời ơi xịn dữ. Cho xin nha. Rương bên đây không hề kém cạnh. Là một cái bàn rèn. Nâng cấp lên Netherite. Thêm cái nón nữa. Đi xa. Anh da đen định chôm cái nón của mình. Đúng là không làm mà đòi có ăn. Thì chỉ có ăn rìu thôi. Mang đôi giày xịn vô liền. Bây giờ đi tìm mấy anh heo đổi ngọc Ender thôi. Ui. Nhưng để mình giúp anh heo này cái đã. Mình sợ ảnh trượt chân té xuống kia. Nên mình phóng nhện để bảo vệ ảnh á. Ủa, nhưng mà ảnh đâu mất tiêu rồi. Chắc ảnh mới học được cách dịch chuyển tức thời của anh da đen. Ui, xin chào mấy anh heo. Qua đây chơi anh ơi. Đúng rồi. Cứ tiếp tục phát huy. Ai nhiệt tình sẽ có thưởng. Xuống đây luôn đi anh, còn chần chờ cái gì nữa. Bày đặt ngại nè. Xuống đó. Ôi, mình đánh yêu ảnh thôi mà ảnh đăng xuất rồi mấy bạn ơi. Hai anh thấy đó mà làm gương đi nha. Anh nào nhiệt tình tí nữa em cho đôi giày cu chì. Trà sữa kháng lửa nhiều dữ ta. Thank you. Gửi tặng mấy anh đôi giày. Trời ui, anh này lẹ vậy. Còn cái nón này thì sao? Đội lên cơ vừa không anh? Ủa, đội không vừa mà còn lấy làm chi vậy trời. Anh heo này xấu tính lắm à nha. Ôi, mình quên là người mình toàn độc. Em xin lỗi anh heo, em không cố ý. Em đi đây, chúc tụi anh một ngày vui. Ghé thăm mấy anh heo mà không chào hỏi mấy anh quỷ lửa mấy ảnh buồn. Hello. Có ai ở nhà không? Trời ơi, mà nhìn kỹ lại cái đít của mình gợi cảm dữ vậy ta. Cái đít này mà đi vệ sinh là mấy chú hút hầm cầu không thích rồi. Cũng may đi vừa cái hàng này. Chào anh bộ xương. Sao mà di chuyển được mà cố gắng. Còn lâu mới đụng vô cọng lông chân của em. Lèo lèo. Ui, kìm chán nè. Ôi, cháy lòng. Uống bình trà sữa vô liền. Không sợ anh quỷ lửa nữa đâu. Ui, mấy cái màn nhện của mình ngăn được mấy cái quả cầu lửa luôn mấy bạn ơi. Lợi hại thiệt. Xây nhà cửa gì đâu mà chật chội thế ghê. Đủ rồi, cảm ơn. Cắn thôi là đủ chết rồi. Không cần phun nọc độc luôn á. Vừa có đủ những que quỷ lửa, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bây giờ trở về cho mấy chú chiến binh nâng cấp thôi. Chúng ta
lại gặp nhau. Con đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Mấy chú nâng cấp cho con nha. Trời đất ơi, sao biến đổi ngày càng dễ sợ và xấu xí vậy kìa. Có vẻ như lông lá mọc nhiều hơn. Trời ơi, ngay cái đít còn có hình đầu lâu nữa kìa mấy bạn. Rồi hai cái chân trước sao có mấy cái càng giống con cua vậy. Ít nhìn cũng uy tín chứ bộ. Ui, máu mình được tăng lên gấp 3 lần. Ngoài ra mình còn có khả năng nhảy cao hay. Chà, vừa leo cây giỏi mà còn nhảy cao nữa. Vườn trái cây của bác hàng xóm tới công chuyện với mình. Để thử xem khả năng phóng tơ của mình có gì thay đổi không nha. Chà, wow. Có vẻ như cái bẫy nhện của mình bự hơn thì phải. Và đọc chuyển từ màu xanh sang màu tím. Chắc là sát thương mạnh hơn mấy bạn ha. Còn phun nọc độc thì sao? Wow, mạnh hơn mà còn gây nổ nữa. Đi kiếm con rồng liền. Ây cha, bác dân làng ơi. Hả? Sẵn tiện đi quánh rồng, con đào cho làng mình một cái giếng nha. Dạ có gì đâu mà cảm ơn. Làm việc nhân nghĩa thì đâu cần đếm xỉa. Để thu nhỏ lại cho dễ chui. Đây ơi. Ui trời ơi, trùng hợp dữ vậy. Wow, mình đâu cần mấy đồ cùi này nữa chi ta. Thôi kệ, đem về bán dây chai. Hello. Ui, chào mấy bé cá. Tụi con có sợ nhện không? Không sợ cũng phải sợ. Được rồi, đi thôi. Phép thuật Queen Enchanted. Yeah yeah. Trời ơi, thấy ghê không? Cái mỏ nó làm cái gì vậy? Nó mới ngay cái gì vậy ta? Tiến lên! Mấy đứa làm cơm này ra chỗ khác chơi! Chà! Wow! Mình phun độc trúng mấy anh Enderman luôn! Quá lợi hại! Đố mấy anh đụng được em! Dám lũi vô đây không? Cái chiều này lợi hại thiệt! Để mình nhốt bé rồng lại! Chà! Ui, tuy có gây sát thương cho con rồng nhưng không thể khống chế đó mấy bạn ơi. Vậy là mình phải đi phá mấy cái trụ này rồi. Phun nọc độc. Wow, thật tuyệt vời. Đứng im ở đây đi rồng ơi. Ủa, nó có bị dính không vậy ta? Ui, tao nhện không thể khống chế được con rồng mấy bạn ơi. Con này lợi hại thiệt. Phun nọc độc. Mấy cái trụ này cao quá, phun không tới. Phải leo lên thôi. Kha 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 kha. Sao làm khó được ta? Tiếp tục leo trèo. Yeah yeah. Yeah. Xong rồi đồng ơi, xuống đây quánh lộn thôi. Thấy rén rồi chứ gì. Mày phun nước miếng tao cũng biết phun độc vậy. Tao cũng biết phun tơ nhện nữa nè. Đau rồi chứ gì. Xuống đây, đừng có chạy nữa. Tao phun độc vô đầu mày nè. Còn con này nữa, cút xa. Không sợ nhiễm độc hả? Ui, mỗi lần mình phun tơ nhện mình nhe răng ra kìa mấy bạn ơi. Mà công nhận răng điều thiệt. Bây giờ mình sẽ đợi nó xuống và cắn nó thử coi sao. Tại vì bây giờ nọc độc của mình đã được nâng lên một tầm cao mới. Chà, chà, chà. Nhảy xuống đây rồng ơi, tao cắn mày cho mà coi. Đúng rồi, mấy thằng này liều mạng thiệt. Chà, chà. Trời ơi, mạnh dữ. Con rồng bị nhện cắn kìa, liêu. Cắn vô đít mày nè, cắn vô đít mày nè. Sợ liền. Bay làm sao mà thoát được hết đâu. Cắn mày nữa nè, cắn mày nữa nè. Chết đi. Mày hả, mày hả, mày nè. Liêu liêu. Con rồng bự vậy mà quýnh không lại con nhện. Mấy bạn thấy con nhện của mình lợi hại không? Hôm nay mình sẽ kho cái trứng rồng với mắt nhện cho mấy bạn ăn thử nha. Ngon lắm á. Và mình sẽ free ship cho những bạn nào đăng ký kênh nè. Bye bye.